Xin chào tất cả các em học sinh lớp 7 của trường Trung học cơ sở Đào Hữu Cảnh. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái chủ đề bài thể dục phát triển chung của lớp 7. Đến với chủ đề bài thể dục phát triển chung với cờ thì thầy trò chúng ta học từ cái tuần số 20 đến tuần số 25 của những tiết từ 37 đến tiết 48. Và bài thể dục phát triển chung gồm có 9 động tác. Động tác thứ nhất là động tác vươn thở. Động tác thứ hai là động tác tay. Động tác thứ ba là động tác chân. Động tác thứ tư là động tác lườn. Động tác số 5 là động tác bụng. Động tác số 6 là động tác phối hợp. Động tác thứ bảy là động tác thăng bằng. Động tác thứ 8 là động tác nhảy. Và động tác thứ 9 là động tác điều hòa. Đối với chủ đề này thì phương pháp học của các em như sau. Thứ nhất là chúng ta tự trang bị cho một bộ cờ hoặc là tập tay không. Thứ hai là chúng ta xem tranh và nghe hướng dẫn tự tập theo động tác cho thuộc. Sau đó chúng ta ghép toàn cái bài tập lại từ cái động tác số 1 cho đến động tác số 9. Thứ ba là chúng ta tập luyện nhiều lần cho động tác nó thuần thục và cho nó đẹp, cho nó đúng biên độ kỹ thuật động tác. Chúng ta đi vào động tác thứ nhất là động tác vươn thở. Ở động tác này thì chúng ta sẽ tập 2 lần 8 nhịp. Thì nhịp 1 chúng ta bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay cầm cờ đưa lên trước, đưa ra trước lên cao song song. Lòng bàn tay chúng ta hướng vào nhau, cờ hướng lên cao, ưỡn thân, mặt ngửa. Chúng ta hít sâu bằng mũi. Nhịp 2, chúng ta đưa hai tay ra trước, xuống thấp, chết ra phía sau. Cờ chúng ta hướng xuống đất, cúi đầu, hớp bụng, thở mạnh ra bằng miệng. Nhịp 3, chúng ta đưa hai tay và cờ từ phía dưới ra phía trước, dang ngang. Lòng bàn tay chúng ta hướng trước, ngực hơi ưỡn, hít sâu bằng mũi. Nhịp 4, chúng ta đưa hai tay và cờ ra trước, xuống thấp về tư thế chuẩn bị, thở mạnh ra bằng miệng. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng nhịp 5 chúng ta bước chân phải sang ngang. Đến với động tác thứ hai là động tác tay. Và nhịp 1 chúng ta bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay chúng ta đưa từ dưới ra trước lên cao song song. Lòng bàn tay chúng ta hướng vào nhau, cờ chúng ta hướng lên cao, mặt ngửa, mắt nhìn theo cờ. Nhịp 2 chúng ta đưa hai tay ra trước song song, cao ngang vai. Lòng bàn tay chúng ta hướng vào nhau, cờ chúng ta hướng ra phía trước. Nhịp 3 chúng ta đưa hai tay ra ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng sang bên. Ở nhịp 4 thì chúng ta về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng ở nhịp 5 chúng ta bước chân phải sang ngang. Tiếp tục động tác thứ 3 là động tác chân. Ở nhịp 1 chúng ta khiển hai bàn chân, hai tay cầm cờ chống vào hông. Cờ chúng ta hướng ra trước. Ở nhịp 2 chúng ta khuỵu gối sâu, khiển hai bàn chân, hai tay chúng ta đưa ra trước song song, cao ngang vai, lưng thẳng, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng trước, mắt nhìn theo cờ. Nhịp 3 chúng ta đứng thẳng người lên, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, hai cờ hướng sang hai bên, mặt quay sang trái, mắt nhìn theo cờ. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng nhịp 7 chúng ta quay mặt sang bên phải. Tiếp tục là động tác thứ 4 là động tác lườn. Chúng ta ở nhịp 1 chúng ta bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay chúng ta dang ngang, lòng bàn tay chúng ta hướng trước, cờ hướng sang hai bên, mặt
hướng phía trước. Nhịp 2 chúng ta dồn trọng tâm vào chân trái, mũi bằng chân phải chạm đất, đồng thời nghiêng lườn sang phải, tay trái duỗi thẳng áp nhẹ vào tay, tay phải co cẳng tay phía sau lưng, cờ hướng sang bên trái. Nhịp 3 chúng ta chuyển trọng tâm về đứng trên hai chân, thân người thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng sang hai bên, mắt nhìn theo cờ bên trái. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng nhịp 5 chúng ta bước chân phải sang ngang. Ở nhịp 6 thì chúng ta nghiêng lườn sang bên trái, ở nhịp 7 chúng ta quay mặt nhìn cờ bên phải. Đến động tác thứ 5 là động tác bụng. Thì chúng ta tư thế chuẩn bị chúng ta đứng nghiêm. Nhịp 1 chúng ta bước chân trái sang ngang rộng bằng vai. Đồng thời chúng ta đưa hai tay và cờ ra trước lên cao song song. Lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa, mắt nhìn theo cờ. Nhịp 2 chúng ta gặp thân, hai tay chạm hai bàn chân, cờ hướng về phía trước, hai chân thẳng, mắt nhìn theo cờ. Nhịp 3 chúng ta nâng thân, hai tay dang ngang, bàn tay sắp, cờ hướng sang hai bên, mắt nhìn theo cờ bên trái. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 chúng ta chân phải chúng ta bước sang ngang, và nhịp 7 thì chúng ta mắt chúng ta nhìn theo cờ bên phải. Động tác số 6 là động tác phối hợp. Thì tư thế chuẩn bị chúng ta đứng nghiêm. Nhịp 1 chúng ta bước chân trái, bước chân trái ra trước một bước chết 45 độ. Sau đó thì chúng ta khều gối, chân sau thẳng, tay trái đưa ra trước chết lên cao, tay phải đưa ra sau chết xuống dưới thấp. Hai bàn chân chạm đất bằng cả bàn chân, trọng tâm dồn nhiều vào cái chân trước, cờ hướng theo chiều của tay, thân trên hơi ngã về trước, mắt nhìn theo cờ tay trái. Ở nhịp 2 thì chúng ta đưa chân trái về với chân phải, đồng thời gặp thân, hai tay hướng vào bàn chân, hai cờ hướng về trước, hai chân thẳng, mắt nhìn theo cờ. Ở nhịp 3 chúng ta đứng thẳng người lên, đồng thời dặn mình sang trái 90 độ, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng theo chiều của hai tay, mắt nhìn theo cờ tay trái. Ở nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 thì chúng ta bước cái chân phải chết về trước 45 độ, và ở cái nhịp 7 thì chúng ta phải dặn mình sang phải, mắt nhìn theo cờ bên phải. Động tác thứ 7 là động tác thăng bằng. Ở nhịp 1 thì chúng ta đưa chân trái sang ngang, mũi bàn chân chạm đất, đồng thời hai tay đưa ra trước lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ chúng ta hướng lên trên cao, mặt ngửa, mắt nhìn theo cờ, trọng tâm dồn vào cái chân phải. Nhịp 2 thì chúng ta nâng chân trái lên cao ở phía sau, đồng thời ngã thân trên về trước, ngực ưỡn, hai tay đưa ra trước dang ngang, bàn tay sắp, cờ hướng sang hai bên, hai chân thẳng, mặt hướng về trước và giữ thăng bằng. Nhịp 3 chúng ta về tư thế của nhịp 1, và nhịp 4 thì chúng ta về tư thế chuẩn bị. Còn nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 chúng ta đưa cái chân phải ra sau. Nhịp 6 thì chúng ta thăng bằng trên cái chân trái. Động tác số 8 là động tác nhảy. Thì ở nhịp 1 thì chúng ta bật nhảy người lên, sau đó rơi xuống ở tư thế hai chân dang rộng bằng vai, tay trái đưa cờ sang ngang, bàn tay sắp. Nhịp 2 thì chúng ta bật nhảy người lên về tư thế đứng thẳng, tay phải đưa cờ sang ngang thành tư thế hai tay dang ngang, bàn tay sắp, cờ hướng sang hai bên. Nhịp 3 thì bật nhảy như nhịp 1, nhưng hai tay chúng ta đưa ra trước song song,
cao ngang vai, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng trước. Ở nhịp 4 thì chúng ta bật nhảy về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng nhịp 5 chúng ta phải đưa cái tay phải sang ngang. Nhịp 6 thì chúng ta tay trái chúng ta đưa cờ sang ngang. Động tác thứ 9 là động tác đi qua. Thì nhịp 1 chúng ta nâng gối chân trái lên cao một cách nhẹ nhàng, đồng thời hai tay chúng ta đưa cờ ra phía trước, cao ngang vai và rung lắc cổ tay, hít sâu vào bằng mũi. Ở nhịp 2 thì chúng ta về tư thế chuẩn bị và thở hết ra bằng miệng. Nhịp 3 chúng ta nâng gối chân phải lên cao một cách nhẹ nhàng, đồng thời hai tay chúng ta đưa cờ sang ngang và rung lắc cổ tay, hít sâu bằng mũi. Nhịp 4 thì chúng ta về tư thế chuẩn bị và thở hết ra bằng miệng. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4. Đó là toàn bộ thầy đã hướng dẫn kỹ thuật từ động tác số 1 đến động tác số 9 cho các em xem và nghe. Thì qua cái hướng dẫn của chính động tác ấy thì thầy củng cố lại bài, thầy mời các em xem toàn bộ lại bài bằng một cái file video. Bye.
Thì đó là toàn bộ những cái kỹ thuật về cái động tác và nhịp của bài thể dục phát triển chung của lớp 7. Thì qua cái bài này thì các em cần phải tập luyện và thuộc được chính cái động tác của bài thể dục. Thứ hai là chúng ta phải xem lại và tập lại nhiều lần cho đúng cái biên độ kỹ thuật động tác. Thứ ba là chúng ta phải khi thực hiện cái động tác thì phải liên tục và logic. Cái cuối cùng là chúng ta cố gắng tập cho đúng, cho đẹp động tác. Thì cuối lời thì thầy Thiên chúc cho các em tập luyện thành công.